trong tối đen, có biết đâu là thật thà, có quên từ bao giờ. U mê chạy theo để làm trái ngang, mặc cho con tim móc đêm lan tràn. Người đời nhiều ngao ngán, còn ta như ngang tàn. Người vàng mà đâu hay, nhiều tiếng khóc than nơi này. Bỏ mặc đời u mê, trong mong ngày quay về. Một ngày rồi ai hay gục ngã trên đường xa. Cứ trách tôi vì sao số phận bỏ ta chơi vơi giữa đêm hoang tàn. Có nhớ nơi đâu vì sao bên bờ bỏ quên yêu thương từ bao giờ. Lỡ bước sẽ bao lần than xuống đời, phải ôm lòng đông đắng ngay giữa trời. Nhắm mắt xuôi tay nhìn xem tháng ngày còn lại. Anh đúng là đồ khốn nạn. Anh hại tôi như vậy, anh vừa lòng hả dạ anh chưa? Xin lỗi em, anh không muốn gì đâu. Tôi không muốn nghe. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Đi về đi. Em cho anh nói vài câu được không? Anh muốn nói gì nói lẹ đi. Em có giữ cái vali đó không? Có hay không không có liên quan gì tới anh hết. Đó là chuyện của tôi với Năm Mã. Nếu em giữ cái vali đó, em nên đưa lại cho Năm Mã. Bắt con mang hoại vào thân đó. Anh gài bẫy tôi với Năm Mã, tôi căm thù anh, tôi hận anh. Kẻ em phải căm thù chính là thằng chồng của em, thằng Nhật đó. Ngay từ đầu em đã chọn nó. Nó thì sao? Nó hại em hết lần này tới lần khác, nó lợi dụng em. Bây giờ em sao? Em mang nợ ngập đầu, không có anh lấy tiền đâu em trả nợ. Tôi cấm anh. Anh không có quyền nói anh Nhật như vậy. Anh rất là tốt với tôi, mà cho dù tôi có làm cái gì đi nữa thì tôi cũng là cam tâm tình nguyện làm gì anh ấy. Anh hiểu chưa? Em bị thằng Nhật nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi phải không? Nên em bất chấp tất cả gì nó. Mặc kệ tôi, không có liên quan gì tới anh hết á. Anh đúng là đồ hèn. Anh không xứng là một thằng đàn ông đâu. Anh đi về đi. Em có biết khi mà anh rời bỏ công ty, anh không kiếm được việc làm, cuộc đời xô đẩy anh tới bước đường cùng, anh mới gặp một người anh dẫn dắt anh tới ngày hôm nay. Đổi lại anh phải làm việc cho anh, nhưng anh vẫn làm việc cho anh hai. Mọi chuyện đều do anh hai đứng đằng sau điều khiển. Anh nói cho tôi biết đi, anh hai là ai, ở đâu? Tôi muốn gặp anh hai. Em không gặp được anh hai đâu. Anh hai có một quy luật, ai gặp được anh hai sẽ phải chết. Tôi bây giờ sống không bằng chết. Tôi rất muốn gặp anh hai. Tôi muốn biết tôi đã gây thù chuốc quán gì với ảnh mà anh lại hại tôi hết lần này đến lần khác. Hả? Anh thấy chuyện này cũng lạ lắm. Tại sao anh hai lại chọn em, không chọn người khác? Em và anh hai đâu có liên quan gì tới nhau đâu. Mấy người thông đồng với nhau đẩy tôi vào con đường tội phạm. Tôi sẽ thưa công an bắt hết tất cả các người. Em không chống lại anh hai được đâu. Anh hai nằm đằng cán, em nằm đằng lưỡi, cỡ nào cũng bị đứt tay thôi. Mày muốn cái gì? Tao nói là tao không có giữ chiếc vali đó. Cái gì? Anh hai nghi ngờ tao hả? Mày nói với anh hai á, tao không bị công an bắt là may lắm rồi. Còn nghi ngờ tao lấy chiếc vali nữa là sao? Lúc đó mạnh ai nấy chạy, mày cũng như tao thì tao cũng như vậy thôi. Thôi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa đâu. Mày dám làm chuyện đó hả? Mày đúng là đồ khốn nạn mà.
thằng Nam Mã nó nói gì với em vậy? Cho anh biết đi, để anh xử nó. Lời cho cái mạng của anh đi. Em đừng lo lắng quá, để anh giúp em xóa đoạn phim đó. Chuyện của tôi không cần anh lo. Từ đây về sau đừng để cho tôi thấy cái bản mặt con là được rồi. Ta chấp nhận. Em chấp nhận với nó chuyện gì vậy? Khốn nạn! Thôi! Thôi mà! Làm cái gì mà mày hại quay? Ba đừng có đánh nữa! Tao giết mày! Ba ơi! Đừng có đánh nữa ba ơi! Liệu gì muốn trả nợ cho mày? Mới bị anh hai gài bẫy, tao cũng chịu sự sai khiến của anh hai. Tao chỉ là bị lợi dụng thôi. Liệu là một cô gái hiền lành, cô ấy không giao du với những hạng người như vậy. Chính mày, chính mày đã gài bẫy Liễu. Phải không? Thôi, nếu tao làm chuyện này, tao bày vẽ ra nhiều trò để làm gì? Hả? Cho tới bây giờ tao vẫn còn đau lòng khi nghĩ tới cái cảnh Nam Mã làm nhục Liễu. Khốn nạn! Giết mày! Ba! Nghe lời mẹ đi Nhật. Chết đi! Thôi! Thôi mà! Mày mới là thằng khốn nạn! Mày đã hại cuộc đời của Liễu! Mày đẩy cuộc đời của ấy vào con đường chết! Tao không có hại Liễu! Mày có giết chết tao thì sự thật cũng là như vậy thôi! Nếu không vì mày, Liễu đâu có để cho anh hai lợi dụng như vậy! Mày nói đúng, chính tao đã hại Liễu. Lúc mày bị bắt, tao hả dạ lắm. Tao tìm một cách để đổ tội cho mày. Mặc dù tao biết cái giết Liễu không phải là mày. Vậy kẻ giết Liễu là ai? Mày nói cho tao biết đi. Là ai? Tao muốn chính tay tao trả thù cho Liễu. Là ai? Hả? Tao cũng không biết. Sau khi Liễu kiếm đủ tiền trả nợ cho mày, cô ấy muốn chấm dứt chuyện làm ăn phi pháp này. Nhưng muốn anh hai đồng ý, nhưng với điều kiện Liễu và Nam Mã phải tham gia vào phi vụ cuối cùng. Lần giao dịch đó đã bị công an phát hiện, Liễu và Nam Mã chạy thoát, vô tình làm mất cái túi ma túy đó. Anh hai nghi ngờ Liễu và Nam Mã một trong hai người phải có người lấy. Có phải anh hai nghi ngờ Liễu lấy chiếc túi ma túy đó rồi âm thầm giết Liễu phải không? Tao cũng nghĩ như mày. Anh hai đang ở đâu? Nói cho tao biết đi. Tao không biết anh hai là ai. Mà có giết tao cũng vậy thôi. Hoàn toàn tao không biết và tao chưa gặp mặt anh hai lần nào hết. Không những tao, mà tất cả những đàn em của anh hai đều vậy. Tội nghiệp con tôi. Sống cũng không được sung sướng, mà chết thì lại oan ức như vậy. Liễu ơi, mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ tìm ra người giết Liễu mà. Chứ dù cậu có làm cái gì đi nữa, con tôi nó cũng đã chết rồi. Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Bo, con về với bà ngoại đi. Xong chuyện ba về với con nghe. Đi con. Ba. Bo, ngoan đi con. Đi về với ngoại. Đừng sợ.
đi đi. Mấy ngày nay Nhật có liên lạc với cô không? Ờ, dạ. Dạ không. Hồng Linh, cô bắt đầu biết nói dối từ khi nào vậy? Cô giúp Nhật gặp gỡ bà Thơm và bé Bo, tại sao cô lại làm như vậy? Em chỉ muốn giúp cho anh Nhật điều tra ra mọi chuyện càng sớm càng tốt thôi. Cô là cảnh sát, Trần Thanh Nhật lại là tội phạm bị truy nã, cô không bắt hắn lại còn tiếp tay cho hắn là sao? Em chỉ muốn giúp anh Nhật. Hiện tại vụ án của anh Nhật đang đi vào bế tắc, cho nên anh ấy muốn đi tìm bằng chứng để chứng minh là anh ấy vô tội. Đó là chuyện của chúng ta phải làm. Trần Thanh Nhật không thể tự điều tra được, hắn chỉ làm cho mọi chuyện rắc rối thêm thôi. Nếu như mà chuyện này tới tay cấp trên thì chắc chắn cô sẽ bị đình chỉ công tác đâu. Đội trưởng, bây giờ chuyện này chỉ có anh với em biết thôi. Nếu như mà anh không nói á, thì sẽ không có ai biết đâu. Em hứa với anh, sau này cho dù có chuyện gì em cũng sẽ hỏi ý kiến của anh mà. Cô hãy viết bằng kiểm điểm cho tôi, đó chính là hình phạt của tôi dành cho cô. Những gì cô đã hứa với tôi thì cô cần phải giữ lời đó. Dạ, em cảm ơn anh. Có thể Nhật đang nghĩ rằng hắn sẽ dụ được tên anh hai ra khỏi hang, nhưng hắn không ngờ hắn và Mỹ Lan đang chui vào cái hang của anh hai. Khi nào anh Nhật gọi cho em thì em sẽ khuyên anh ấy ra đầu thú. Nãy giờ tôi chờ câu này của cô đó, cuối cùng cô đã không làm cho tôi thất vọng. Tao nói cho mày biết nha, thằng Vũ Râu á, nó cũng là anh em với thằng Dũng Liều. Tao không muốn gặp mặt nó, hiểu chưa? Em khó khăn lắm mới mời được anh Vũ Râu ra đây gặp anh. Anh muốn về thì anh về đi, mà sau này anh khó khăn gì á, đừng tới tìm thằng em này nha. Mày tưởng bây giờ mày ngon lắm hả? Mày cũng chỉ là một con chó săn thôi, mày hiểu không? Lâu rồi không gặp, khỏe không rồi anh em? Tao ghét cái giọng điệu giả nhân giả nghĩa lắm. Mày với thằng Dũng Liều là cá mè một lứa, tao còn lại gì nữa hả mày? Hả? Mày còn bực tức chuyện thằng Dũng Liều nên mày giận cái chém thớt đúng không? Tao không ngờ mày nhỏ mọn như vậy đó. Tao không nói chuyện với mày. Gà con. Sao anh? Kể từ bây giờ tao với mày không còn là anh em gì hết á. Thôi, chị Tư muốn gặp mày đó. Có chuyện gì vậy? Dạ chị Tư. Chị Tư, cậu sao vậy? Thấy tôi không mở cái miệng ra chào được một tiếng sao? Chẳng lẽ tôi không đáng làm đàn chị của cậu? Anh Hợi, chị Tư chấp nhận anh rồi kìa. Chuyện của tao không cần mày lo. Tôi muốn cậu trở lại làm quản lý quán bar Bướm Đêm, cậu chịu không? Anh quản á, anh không muốn tôi trở gì đó làm, mà tôi gì đó làm tôi sợ chị và anh mít lòng thôi. A Quản đã tuyệt tình với cậu rồi, bây giờ cậu làm việc cho tôi, có gì mà phải sợ hắn? Chị nói thiệt hả chị Tư? Chị nhận tôi làm đàn em của chị à? Trà Hoa nữ này chưa bao giờ nói hai lời. Anh còn không mau cảm ơn chị Tư đi.
Chị Tư, em cảm ơn chị Tư. Bây giờ cậu là người của tôi, cậu làm gì cũng phải thông qua tôi. Dạ, chị Tư, em hiểu rồi chị Tư. Tao nói cho mày biết, nếu không nhờ có chị Tư, mày không được ra tù sớm như vậy đâu. Cậu nghĩ rằng công an thả cậu ra dễ dàng như vậy sao? Nếu như chị không cho người quỷ đi tài khoản ngân hàng, công an sẽ điều tra ra kẻ chuyển tiền, và lúc đó cậu sẽ gặp rắc rối to. Dạ, ơn nghĩa của chị Tư em sẽ không bao giờ quên đâu. Biết vậy là tốt rồi. Tiếp đón người mới cho chu đáo. Dạ, em hiểu rồi chị Tư. Hai anh, hai anh. Đây, 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 đây. Chúng ta bây giờ là người một nhà rồi. Cạn ly đi. Tôi đang ở trong nhà hàng rồi. Anh đang ở đâu? Tôi đặt bàn cho chị rồi. Chúng ta chờ ăn gì nói chuyện nha. Dạ, anh hai đã đặt bàn sẵn cho chị. Em à, em biết anh hai ngồi chỗ nào không? Em chỉ cho chị đi. Dạ em không biết. À, em không chỉ cũng được, nhưng em có thể cho chị biết hình dáng của anh hai như thế nào không? Dạ em xin lỗi chị, tại vì bên em chỉ nhận được đặt bàn qua điện thoại thôi chị. Dạ, mời chị. Cảm ơn em. Xin lỗi anh hai. Chị bỏ ý định điều tra tôi đi, vô ích thôi, không được gì đâu. Anh đã tới đây rồi, tại sao anh không ra gặp tôi? Chưa phải lúc này. Tôi đã nhử con mồi ra rồi. Bây giờ chỉ thay tôi tiến chúng lên đường đi. Dạ, tôi biết rồi anh hai. Chúng ta trở lại công việc. Chị chuẩn bị chuyển hàng vào thành phố. Địa điểm, thời gian tôi thông báo cho chị sau. Dạ anh hai. Lần này đích thân đại ca giúp tay nhờ. Chị nói với tụi nó làm việc cho cẩn thận. Dạ. Làm tốt lắm. Chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Bây giờ tôi trả lại không gian riêng cho chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Ủa, sao anh hai biết hôm nay là sinh nhật của tôi? Năm nào tôi cũng nhớ sinh nhật. Năm nay đặc biệt, tôi dành cho chị một sự bất ngờ. Chắc chắn là chị sẽ thích. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh. Anh hai cũng có gọi cho tôi. Tôi biết anh hai làm chuyện này cũng vì tôi. Hoa đẹp quá. Trong các loài hoa, tôi thích nhất là hoa hồng đó. Thiệt may quá, tôi đã mua đúng loại hoa mà cô thích. Cảm ơn anh. Mời anh ngồi. Cảm ơn cô. Anh hai thiệt là chu đáo, đặt bàn cho sinh nhật của tôi. Tiếc là anh hai không có mặt ở đây được. Vậy bây giờ tôi và anh sẽ ăn hết tất cả những thức ăn này để không phụ lòng anh hai nha. Tôi cũng muốn gặp anh hai. Anh hai nói bây giờ chưa phải lúc để tôi và anh gặp mặt anh hai đâu. Nhiều món quá, làm sao mà tôi ăn hết được. Nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi, anh phải ăn hết, đúng không? Đồng ý.
Cảm ơn cô. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Tình hình bên đó sao rồi? Dạ, mọi chuyện vẫn ổn hết. Chỉ có vài chuyện nhỏ, nhưng mà em đã giải quyết xong hết rồi. Thằng A Quản đó có gọi cho tao. Nó nói mày qua mặt nó. Nè, mày làm gì thì làm, cũng phải nghĩ tới tình anh em một chút. Đừng triệt con đường sống của nó. Sau này tao còn cần nó làm việc cho tao nữa. Đại ca biết tính của em à. Em đã không hại ai thì đừng ai hại em hết. Một khi mà em đã ra tay thì kẻ đó chỉ có con đường chết mà thôi. Mày là thằng đàn em mà chính tay tao huấn luyện. Bản tính mày như thế nào tao biết. Cái chuyện thằng A Quảng để đó tao nói sao. Cái chuyện tao nhờ mày, mày làm tới đâu rồi? Chuyện của đại ca cũng là chuyện của em. Em cho người tra tấn tinh thần ba má của thằng Bình mỗi ngày. Bây giờ hai người đó đang lo lắng cho tính mạng của con trai họ. Mục tiêu của tao chính là thằng Bình. Tao muốn nó phải đổi mạng cho con trai tao, để cha mẹ nó phải sống những ngày tháng đau khổ còn lại. Như vậy thì chúng nó mới thấm thía được nỗi đau của tao. Khi nào đại ca muốn xử thằng Bình, đại ca cứ nói em một tiếng. Cái trò chơi này nó đang đến hồi gay cấn đây. Tao chưa muốn nó kết thúc ngay lúc này. Đại ca cứ chơi cho thỏa thích đi. Khi nào chán, đại ca nói một tiếng, thằng em này sẽ dọn dẹp hết cho đại ca. Kun, mày là đứa đệ tử mà tao quý nhất. Mày đừng để phụ lòng tin của tao, nghe chưa? Em được như ngày hôm nay cũng là nhờ đại ca. Em sống là người của đại ca, chết cũng là ma của đại ca. Được. Được. Mày nói nghe hay lắm. Sắp tới có một vụ làm ăn lớn, tao sẽ giao nó cho mày. Dạ, em cảm ơn đại ca. Thôi. Tao sẽ không buông tha cho tụi mày đâu. Ai vậy? Ủa, ai vậy ông? Có chuyện gì mà... Không biết ai đặt hộp quà ở đây. Cái gì vậy? Mà sao ông không mở ra coi đi, coi cái gì ở trong trỏng. Trời ơi, ông sợ cái gì? Ông sợ bom hả? Đưa đi tôi. Ôi, trời ơi, ai chơi ác ghê á. Có cái hình này thôi á mà bỏ trong cái hộp bự chà bá à. Ông coi đi. Hình của ai vậy ông? Ông có chuyện gì vậy ông? Hình của ai vậy hả? Hình con trai của Sa Quát. Ừ.
Liệu ơi, sao con bỏ mẹ mà đi vậy Liệu? Con đã hy sinh cả cuộc đời cho người đàn ông đó, vậy mà bây giờ con phải chết oan chết ức như vậy hả con? Mẹ sẽ minh oan cho con. Con yên nghỉ nha. Nhất định mẹ sẽ minh oan cho con. Khùng quá. Liễu, Liễu. Nè, cầm đi con. Nè, con trai. Dạ, cảm ơn. Nè, cảm ơn. Em cảm ơn. Dạ, à, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ cảm ơn. Cô có sao không? Chị ơi. Của anh nè. Dạ cảm ơn. Cẩn thận. Đây là của chị. Cảm ơn chị. Ngon quá. Cảm ơn cậu. Nhờ bữa cơm của cậu tôi mới khỏe lại được. Con mời cô uống nước. Dạ. Tôi nhận ra cậu rồi đó. Cậu là con trai của chị Cẩm đúng không? Gặp lại cô mừng lắm. Mẹ con rất thích được bầu bạn với cô. Nếu cô có thời gian, cô xin cô tới gặp mẹ của con. Tôi cũng mong gặp lại chị Cẩm lắm. Mà công nhận nhà hàng này thanh tịnh gì đâu á. Tôi vô đây tôi thấy dễ chịu quá chừng hà. Nếu như cô thích, mỗi ngày cô có thể tới đây ăn cơm mà. Tôi làm gì có tiền mà đến những cái nơi sang trọng như vậy. Ở đây có những suất ăn miễn phí, cô đừng có ngại. Cô nhìn tất cả mọi người ở đây đi. Họ cũng giống như cô. Lúc đầu họ ngại vô đây, nhưng khi họ biết vô đây được ăn miễn phí, được giúp đỡ, họ xem nơi đây là nhà của họ và những người nơi đây là anh em của họ. Cậu làm được việc tốt như vậy, cậu sẽ hưởng được nhiều phước đức lắm đó. Không phải một mình con đâu, còn rất nhiều người khác nữa. Họ là các sinh viên tình nguyện đến đây để phụ giúp cho nhà hàng này. Ủa, cô Linh. Chào anh. Cô cũng tới đây ăn cơm hả? Dạ. Chào em. Chào anh. Bữa giờ em bận quá nên em không ghé qua chỗ anh được. Em chúc cho tâm nguyện của anh luôn thành hiện thực. Cảm ơn em. Mời em ngồi. Dạ. Hai người cứ trò chuyện tự nhiên nha. Con xin phép vào trong một chút. Dạ. Dạ. Anh đi nha. Cô, bữa giờ cô đi đâu vậy? Con tìm cô quá trời luôn á. Cô buồn quá con ơi. Cô không có muốn về ngôi nhà đó nữa. Nhưng mà con muốn gặp anh Nhật. Cô dắt con đi được không? Cô không biết. Anh Nhật đang gặp nguy hiểm. Nếu như mà anh có mệnh hệ gì thì sẽ không có ai truy tìm tên sát nhân để giết hại con gái cô đâu. Đi, đi theo cô, đi. Dạ. Đi. Đi.
À, thôi đi đi. Tôi nói không, đóng phim đâu à. Bây giờ anh có giết chết tôi thì tôi cũng không nói đâu à. Tôi nói không à, anh giết tôi đi. Cô muốn gì đây? Anh Nhật, em chỉ muốn anh đi cùng với em thôi mà. Cô không đưa đoạn phim đó, tôi không đi đâu hết. Anh thật sự muốn coi con đàn bà của anh đi ngoại tình với thằng đàn ông của em hả? Tôi chỉ muốn xác định sự thật thôi. Được. Đây, anh xem đi. Có phải là vợ anh đang cắm sừng anh không? Anh xem đi. Cũng đang thiệt. Em đã nói rồi, anh coi mấy thứ dơ bẩn này để làm cái gì? Chuyện đã rõ như ban ngày rồi mà. Con Liễu nó ngoại tình với anh Năm Mã, dính vô đường dây buôn bán ma túy của anh hai. Do ăn chia không đồng đều cho nên nó lấy cắp số ma túy thôi. Bây giờ nó đổ tội cho Năm Mã. Nhưng mà đời trớ trêu lắm, cho tới chết nó cũng không bao giờ ngờ được á là cái ba lô đó đang nằm trong tay của em. Bằng cách nào cô lấy được số ma túy đó? Đơn giản thôi, dựa vào đoạn phim đó em tra tấn tinh thần của nó. Chuyện là như thế nào tôi không hiểu gì hết. Năm Mã lợi dụng tình cảm của con Liễu, người mà nó thật sự si mê chính là em. Em phát hiện trong điện thoại của nó có đoạn phim, em copy vào máy của em, sau đó em gửi cho con Liễu. Em tra tấn tinh thần của nó thôi. Em không ngờ trước đó Nam Mã đã gửi đoạn phim đó cho con Liễu, yêu cầu nó là phải đưa số ma túy, nếu không hắn sẽ tung lên mạng. Em chỉ dùng chiêu đó của Nam Mã để lấy số ma túy đó từ tay con Liễu. Anh thấy em có thông minh không? Cô thật sự là một người độc ác. Cô mượn tay tên anh hai để giết chết Liễu và Năm Mã à? Lúc đó em không hề biết Năm Mã và con Liễu làm việc cho anh hai. Sau khi hai tụi nó chết thì em mới biết được mọi chuyện. Em sợ anh hai cho người giết em, cho nên em đã giấu số ma túy đó. Em không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Tại sao bây giờ cô muốn bán số ma túy đó? Cô không sợ anh hai sẽ cho người giết cô à? Cuộc đời em á, phạm phải sai lầm rất là nhiều. Lúc em kẹt tiền, em có lấy một ít số ma túy mang đi bán, nhưng không ngờ kẻ đó đã bị bắt. Em sợ hắn khai ra em, cho nên em bán hết số ma túy còn lại. Bây giờ em muốn bỏ đi thật xa để làm lại từ đầu. Cô chọn tôi đi cùng với cô à? Anh Nhật à, thực sự là em yêu anh, em muốn làm vợ của anh. Cô thôi đi. Cô đã đẩy Liễu vào con đường chết, đưa tôi vào con đường tù tội. Bây giờ cô đổi gì nữa? Em không lấy số ma túy đó thì cũng có người khác lấy thôi. Còn Liễu với thằng Nam Mã, trước sau gì cũng bị anh hai giết thôi. Cô thật là đê tiện. Anh nói tôi đê tiện? Anh nói tôi đê tiện hả? Ừ, tôi đê tiện đó. Nhưng mà tôi có đê tiện mà con vợ của anh không? Nó ăn nằm với thằng đàn ông khác đó, nó phản bội anh đó. Cái thứ đàn bà đó mà không đê tiện hả? Cô không có quyền nói gì Liễu như vậy.
Nếu làm tất cả mọi chuyện là vì tôi, biết không hả? Thôi bỏ đi, tôi không muốn nói tới chuyện này nữa. Bây giờ tôi hỏi anh lần cuối, anh có đi theo tôi không? Cô với tôi đừng ai để đi. Tôi nói cho anh biết, có một người đàn ông muốn giúp anh trốn khỏi trại giam, và người đó muốn mua số ma túy từ tôi. Nhưng mà anh ta không giữ lời hứa, tôi không thèm chơi dán nữa. Tôi muốn gặp người đó. Nhưng mà hắn lạ một cái, lúc tôi cần gặp thì không gặp, lúc tôi không cần thì hắn cứ xuất hiện ngay trước mặt. Khi nào nó mới xuất hiện? Bây giờ anh cứ đi với tôi đi, thế nào anh cũng sẽ gặp được hắn. Tôi sẽ hẹn hắn ra cho anh gặp. Thôi được rồi, tôi sẽ đi với cô. Vậy thì mình phải đi nhanh thôi, ngôi nhà này không an toàn với chúng ta nữa rồi. Kỳ vậy? Sao rồi? Có hồn? Rõ ràng là cái nhà này mà. Sao không thấy Nhật ở đâu hết vậy? Chúng ta đã đến chậm một bước rồi. Chào, tôi muốn giới thiệu quản lý mới. Gặp anh ở đây thì hay quá. Chào người đẹp. Ngõ có hai thằng Lệ, Lệ là quản lý ở Lê Lược rồi. Lệ không cần tuyển quản lý làm gì. Anh để tụi nó đi theo bảo vệ anh đi. Tụi nó làm sao đủ tư cách để làm quản lý quán bar này? Đi thằng Lộc, mấy lũ tư cách quản lý quán bar này, ngõ muốn gặp mặt lắm. Dạ, em chào anh quản. Lục khúc, tao là tống của mày giao ngoài lường như một con chó ghẻ. Mày có dám mặt tới đây làm gì? Mày muốn chọc tức tao hả? Biết. Dạ thưa anh quản, em được chị Tư mời về làm quản lý ở đây. Anh quản ơi, cho em con đường sống đi anh quản. Anh quản là người lớn mà, chấp nhận chi với em Út vậy anh quản? Mày giỏi lắm. Từ hôm nay anh Hời sẽ thay tôi quản lý quán bar này, không phiền anh chứ? Lì là sắp xếp hết mọi chuyện rồi, còn hỏi ý ngộ làm gì nữa? Dạ. Cậu Hời, cố gắng làm việc cho tốt, đừng phụ lòng tin của tôi. Dạ em nghe rồi chị Tư. Alo chị nghe đây, anh Hai đã dụ con mồi ra khỏi hang rồi. Bây giờ em cứ theo kế hoạch của anh Hai mà hành động, làm cho cẩn thận, khi nào xong việc thì báo cho chị biết. Tôi có việc phải đi, gặp lại anh sau. Dạ chị Tư đi. Mẹ nó, con này đã đợi kiếm ăn không ngán ai đâu, muốn chơi với tao hả?
tôi chơi với mày tới cùng. Có chuyện gì với cô vậy? Giá cả bàn bạc xong xuôi hết rồi, bây giờ tụi nó lật lọng ép giá lên xuống, anh hỏi có tức không? Cô có hàng trong tay, cô muốn bán cho ai cũng được mà. Tụi nó chơi xỏ cô bán cho người khác, có gì đâu mà cô giận dữ vậy? Nói nhà anh được cái thì dễ quá, với một cái số hàng khủng như vậy á, muốn bán cho người khác tưởng dễ lắm hả? Ngay từ đầu cô bán số hàng đó cho gã đàn ông đó là được rồi. Cô sợ người ta lừa gạt cô, cô chơi hết trò này đến trò khác. Cô tính toán quá, bước không qua là phải rồi. Mà hả, tôi không hiểu sao á, mấy ngày nay người đàn ông đó liên tục đổi số điện thoại, lúc ẩn lúc hiện, tôi không có liên lạc được gì hết trơn á. Nhưng mà ít ra người đó chịu mua hết số hàng của cô với giá cao. Nè, anh cứ tin em đi, với một số hàng béo bở như vậy, hắn ta nhất định không bao giờ bỏ qua đâu. Hắn ta sẽ chủ động liên lạc với em. Mày gọi điện thoại cho con Lan đi. Dạ. Cha này chết linh lắm, vừa mới nhắc là gọi liền nè. Cô nghe máy đi. Cuối cùng á, cha anh cũng chịu gọi điện thoại cho tôi rồi hả? Thôi được rồi, tôi đồng ý với điều kiện của anh. Bây giờ anh đưa địa điểm cho tôi sẽ giao hàng tới cho anh. Mỹ Lan, tôi gà con đây. Cô quên tôi rồi hả? Alo, Mỹ Lan hả? Được rồi. Cô nghe tôi nói gì không? Dạ con, anh muốn cái gì? Tôi muốn mua gói hàng của cô với giá gấp đôi. Cái gì? Anh biết tôi ra giá bao nhiêu mà anh đòi trả gấp đôi? Chỗ cô đang muốn bán, tụi nó chỉ là làm ăn lẻ thôi. Tụi nó còn đến gặp tôi để vay tiền, tôi đâu có cho. Tôi muốn trực tiếp mua gói hàng đó. Thôi được rồi, tôi sẽ chọn địa điểm giao hàng. Anh liệu mang đi đủ tiền cho tôi là được rồi. Ok. Tụi này dẫn đi thì em thề với anh là sẽ cho tụi này biết tay. Dù ao giữa cành cỏ trôi về gió.